Dạ, kênh bonsai lục tỉnh miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú. Rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh ha. Hôm nay thì con ghé lại vườn của anh Dũng quý cô chú ơi, tại thị xã Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang. Anh lại tiếp tục về một lô cây mới để giao lưu cùng quý cô chú. Thì cũng có khá nhiều cây quái đẹp độc đáo ha. Trước mắt là một cây khế cổ. Đó, có những cái bộ đế cũng quái luôn. Rồi đây, cây sọp đỏ ha. Cây này cũng đẹp nè quý cô chú. Đặc đẹp và cũng có mấy cây khế vừa tầm trung nhưng mà già cổ. Thì sẽ bước vào bên trong gặp lại anh Dũng ha, mình giao lưu một số cây bonsai nhỏ nhỏ trước với cô chú, rồi mình sẽ giao lưu những cây lớn nằm tại chỗ đó sau. Dạ rồi, bên trong đây ok, giấy hôm nay vẫn còn chỗ hoa đẹp nè cô chú. Cây giấy sắc pháo hoa rất đẹp luôn, hoa màu hồng sắc pháo cực kỳ tươi tắn. Đó. Rồi em chào anh Dũng ơi. Rồi chào Khánh, chào quý cô chú đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây ha. Trước hết em xin gửi lời chúc toàn thể quý cô chú anh chị em mình đam mê cây cảnh trên mọi miền Tổ quốc được dồi dào sức khỏe nha. Dạ. Hôm nay mình cũng giới thiệu với anh em một số cây cũng giống như thường khi quý anh em ơi. Cũng có xanh si nè, sung, thất tài, nguyệt quế, đồ mai chứa thủy, đồ cũng như mọi khi giờ khế. Mong anh em xem ủng hộ mình nha. Dạ, ủng hộ mấy anh em nhà vườn. Và clip này cũng tiếp theo cái số clip đầu tiên anh em, mã số thứ tự luôn nha. Tiếp theo clip số 2 này là cây sung mã số 16. Mình vô luôn anh ha. Sung mã số 16. Số điện thoại của em thì có Zalo luôn, thì Khánh cũng có để trên tiêu đề, rồi anh em có gì không rõ thì cứ liên hệ với mình nha. Cái sung đầu tiên này anh đo là hoành được 50 nè. 50 anh ha. Ừ. Cây nhỏ nhưng mà quá già anh ha. Già, cái này nằm chậu, anh đo hết cái bầu rễ nó bung bung ra là nó 80 nè. Già nó bể thân tùm lum. Thân nó lũa, ta chơi mấy ông già chơi theo kiểu thiên nhiên mà không có kiểu như anh em mình chét keo đục gọt gì hết. Cứ cắt rồi để đó. Cắt là chơi à. Cao nó được 45 anh em. Tán ngang nó là 46. Mà thật ra sung này quý chú cắt xong tha keo nó cũng không ăn nhầm gì chứ. Nó không ăn keo. Đó. Tha chơi thôi chứ nó tự cuốn thôi. Sửa tay chi rồi mình thấy nó hơi thừa. Con nó gọn lên. Dạ. Rồi một cây sung. Ừ. Cái chiều cao điểm đo quên đo cái chiều cao. Độ già cổ rất là già. Thì bể lũa như quý chú thấy. Chiều cao nó được 45. Dạ. Vậy mình vô cái chậu mình chơi một cây già. Sung già mà sung ha, già mà sung. Xà già mà vẫn còn sung anh ha. Ừ. Cái này giao luôn với em à. 1,5 triệu em cũng bao ship toàn quốc luôn nha, mã số 16 nha anh em. 1,5 triệu ha quý cô chú. Rồi. Rồi, mã số 16 cây sung. Già sù xì ha quý chú. À, nằm trong cái chậu rút cái chậu ra luôn. Dạ, rồi, cây của ảnh thì nhỏ nhỏ rồi nọ nhưng mà cây nào cũng già hết á. Tiếp theo 17 là cây nguyệt quế nè. Này có được cây nguyệt quế nữa nè. Quế này đế đặc hết trơn nè. Đế đặc đẹp luôn anh ha. Ừ. 17. Dạ 17. Đó, đế đặc hết trơn. Dạ rồi. Cây này cắt gì nó cũng giót đoạn ra điểm đo tổng cao được là 56. Mình thân em đo lỡ cái điểm này nó 34 nè. Xuống dưới cái cũ nở lớn hơn chút ha. Con đây được 40. Lên đây 25, ngọn bằng ngón tay anh em ơi. Cao nó là 16. Đường kính bầu nó là 40. Dạ. Đạt hết. Dễ nó động vừa mà đạt hết em. Đó. Lắc giót rồi những có duyên. Đế đẹp anh ha. À, đế đẹp. Quế mà đế như thế này là rất là ok luôn chú ơi. Đó. Già mà cây nhỏ nhưng mà đế cực kỳ già luôn ha, cây cũng già. Cây này em giao lưu với anh chị em bà con mình là 1,4 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. 1,4 triệu cho cái cây nguyệt này hết chứ. Mã số 17. Dạ rồi. Mình tiếp tục anh ha. Rồi tiếp tục. Cây chiếu thủy lá lớn. Mã số 18. Chiếu thủy lá lớn. Nguyên cái củ đặt trong cái chậu em lấy à. Nó có lũa là ngày nào. Lũa thân luôn nè cô chú. Đó. Lũa mà nó cuốn chứ không hư nha. Dạ. Cây này rất là già. Mà chú thị lớn lớn nha anh em. Dạ.
mình đo tổng chiều cao của nó cho tới cái mặt bầu, em bó bầu nó là 80. Mình thân em đo cái em này là nó 30. Đế thì nằm gọn trong cái củ, trong cái chậu nè, nó 96 nè nè. Dạ 96. Ừ. Em đo cái bộ đế sổ cũ này xuống nè. Nó là 25. Dạ rồi. Cũ nó cuộn cuộn cho nên ha, rễ đều nhau hết. Cái này giao lưu với anh em là 2,5 triệu, mình cũng bao ship ha. 2,5 triệu. Đây cây rất già nè. Mấy cái lỗ này nó cũng nghệ thuật nha anh em. Dạ. Đây. Dạ đây nó cuốn vô. Đó, nó có 1-2 cốt cành nè. Dạ rồi. Mã số 18 chú thầy lá lớn. 2,5 triệu anh ha. Ừ, bao ship. Rồi. Tiếp theo là cây chú thầy lá kim. Lũa luôn đi anh. Cái lũa nguyên một bệ nữa. Già là phải có lũa thôi. Yeah. Mã số 19. Cây của anh là cây khai thác không hả chú ơi? Cây thiên nhiên không à? Cây nha. Lũa mà không hư nghe anh em. Khi không mà... nó sành nó nằm đó luôn á. Dạ. Cao nó được là 62 anh em. Tổng cái hoành bộ đế này là nó 82. Còn cái đo quần thể cái cục này cho anh em tham khảo đi. 62 luôn. Dạ rồi, 62 luôn. Còn ngọn là nhỏ xíu anh em. Nguyên cái bệ vậy đó chú. À, nguyên cái bệ cái cục đặc vậy, giống như cái lá lớn. Kính bầu nó 35, hơi u quanh nhẹ anh em. Cái này em giao lưu với mấy anh em 1,6 triệu luôn. 1,6 triệu anh ha. À, cái này siêu bông á. Kim giòn là siêu bông nghe nè. Nó già, nó lũa, nó lũa độc lắm chú, nó tự lũa nó bể ra, nó còn thân nhiều thân đây nè. Đó. Sành vậy đó anh ha. Rất là lâu năm cái này. Sườn lá kim mã số 19. Cứng sành hết trơn. Cái nào mục thì nó mục hết rồi chú ha. Đúng rồi. Rồi. Tiếp luôn. Nguyên một cái khối bệ giống như là một cái vách núi. Đây. Cái xanh nằm chậu mà nằm chậu của mấy chú mấy bác đây nè. Thấy già cũng quái quái em nè. Em để gì luôn nè. Cái này à. Cái này về mình đập cái chậu này ra hay là mình trồng sao đó chú, nhìn cũng đập là đôn chậu lên thuê thêm luôn anh sao à. Tùy mấy anh em. Chậu này có cục đá hay là cái gì trên đó luôn anh ha? Có cục đá cái gì cũng trồng để tùm lum thôi vậy. Và năm đó hào hảo cái điểm này là nó tầm 40 đó anh em. Dạ. Nó có rễ đồ ra là ngang chứ cái thân nó thì nó không tới đâu, nó ôm luôn vậy đó. Ừ. Em đo cho anh em mang cái chất tham khảo thôi. Cao xuống tới cái mặt chậu này là 42. Nó có cành gớt xuống nè. Nó có mấy cái điểm lũa này nè, bị cháy nắng mấy cái da nè. Dạ. Vẫn còn đâm mục bình thường nha, chỗ nào còn tươi vẫn còn đâm mục bình thường. Đó. Cái nào cháy da nó cháy, còn cái nào còn nó đâm mục là bình thường. Có mấy cái rễ nó quấu dưới em còn để y luôn. Ra em đo tới mặt chậu là 42. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu ha. 1,2 triệu em bao ship luôn. Xanh quê nghe anh em. Dạ xanh quê 1,2 triệu. Ừ. Rồi. Không biết con gì luôn với chú ơi. Về mình trồng mình sửa dáng lại ha. Nó quái nó già thôi, mua cái độ già của nó. Đây cây xanh. Xanh quê nữa. Cây xanh quê nữa. Cây xanh quê đó là mã số 20. Cái này là 21 anh em. Dạ 21. Rồi. Cũng già nữa anh ha. Già, cây này là cực già mà mấy cây này là mấy cây già không à. Em đo hết cái quần thể của cái rễ nó thọ xuống. 65. Dạ rồi. Tổng luôn có mấy cái đế sỏ. Nó cành gớt cũng ngộ ngộ nè. Xuống tới mặt bầu là nó 62. Ủa 52. 52. Ừ, nó có cành gớt vậy đó. Sửa không méo đó. Đường kính bầu là hơn 30 anh. Đây. Cực già. Dạ rồi. Chanh quê 1,2 triệu luôn anh em ơi. Dạ. Vậy tiếp theo là cây dáng gì đó ha. Tùy đó. Si hồng. Si búp hồng. Si búp hồng cũng trên chậu lột xuống. Mã số 23. Dạ rồi. Cũng thường chậu lâu năm anh. Cây này cái lần chậu anh lột xuống. Rồi tổng cái cổng cái bầu rễ này cái đây là rễ là cả trăm nè.
Dạ, chưa hết đó anh ha. Ừ. Đó, rồi đo vậy đi là quý cô chú cũng biết rồi. Còn cái em đo cái thân này nó cũng có rễ, rõ ra em đo cái ngọn này cái đi. 18. Cao em đo từ mặt bầu chỗ em nịch băng keo lên nó là 33. Bầu nó có cái gốc nhọn gì em lấy theo cái chậu này nè, 49. Dạ. Cái này em giao lưu 1,5 triệu, 1,6 triệu anh em. 1,6 triệu anh ha. Ừ. Mã số 23 cây xanh quê, cái chỗ cây si hồng, si búp hồng. Ừ, si búp hồng. Dạ. Cái này cái trên chậu lấy xuống. 1,6 triệu của chú à. Rồi, đổi luôn giúp em ha. Ừ. Tiếp theo là cây xanh quê. Ủa cây đó xanh ha anh hả? Ủa cây ha. Si, cây si chứ. Ừ, 24. Cây si búp hồng. Cái si búp hồng chân dài nha anh em. Cây này độc đáo lắm cô chú, nhỏ nhưng mà nó rễ buông nó sổ xuống ha. Nó sổ xuống. Có cái thằng chín nha. Có cái thằng chín ngay giữa rồi mới rễ thằng. Đó. Giống như cây đàn nha anh, cái dây đàn vậy đó. Cái này mấy chú trồng trên sân á anh em. Cái gần cái đây. Cái bể nước đó. Em đo tổng thể luôn nè, điểm cả phôi luôn. 96. Dạ rồi. Cái dàn tai cành này cũng đẹp mà quý chú. Tai cành nó là 60. Vậy quý chú có thể lượt lại. Em đo hết cái hoành mà bầu này nè ha, hoành bầu này nó 88. Dạ. Còn eo trên ghế này em đo hạo cái đến em tham khảo nè. 42 em xiết là gì nè. Dạ rồi. Dây nhợ gì rồi xiết vô vậy đó anh ha. Ừ. Nó thoát thân này em đo lên từ chỗ vẻ bầu cho tới chân cành dưới đó là nó 75 đó. Dạ, đoạn trên là vui chú ha. Cái xe này cũng già nghe nè. Mà tại vì nó nằm dưới đất, thành ra nó tốt nó mẫn á. Cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 2,5 triệu một bao ship toàn quốc luôn nha. 2,5 triệu thôi anh hả? Ừ, cây xanh cây si hồng. Dạ, si búp hồng. Rất mã số 24. Dạ. Rồi. Một cây duy nhất luôn. Không giống ai. Cây phát tài này cũng đẹp nè anh em. Anh em thấy mắc thì em hạ giá là cho anh em chơi luôn nha. Dạ. Nhất trụ. Ừ, mã số 25. Dạ, cây nhất trụ kinh thiên luôn. Em còn lời thì em giảm xuống cho anh em chơi. À, nguyên một cái nguyên cái cổ đặc cây một đặc cốt tròn. Dạ. Rất sạch sẽ ha. Ừ. 50 hơn á. Dạ, vị trí đó là 50. Ừ. Cái ngọn này là 44. Không trên lệch là mấy ha chú, đặc biệt là cái củ đặc này nè. Còn cái củ đặc này em đo theo cái cộng dây này nó 100 đó anh em ơi, 105 nè. Dạ. 504 là cái củ đặc đó. Đường kính bầu nó là 50. Ra em đo hứa cộng dây nè, 36. Dạ. Tới mặt bầu là 39. Lấy chỗ mình nó mang keo đó là 39. Cái này em giao lưu với anh em 3 triệu nha. 3 triệu anh ha. À. Một cây phát tài không chú? To. Cái này lá nó gân vàng đẹp cái nè. Lá vàng anh ha, sọc vàng ha. Ừ, sọc vàng. Dạ rồi. Đấy, 26 là một cây si búp hồng. Cây này cổ nghe nè. Dạ, si búp hồng cổ. Ừ. Cái này hàng cũng sưu tầm không. Cái này trên chậu. Đó, lai lai thú rồi anh ha. Ừ. Cũng bò nằm vậy nè. Mã số 26. Thông báo với mấy anh em là cái điểm phôi này á là chú ông chơi trên chậu ông ghép cái đa nhật nha anh em. Cái da nhật anh ạ. Cái da nhật. Là nó ngang đây. Dạ. Đây. Tới đây là nó si nè. Dạ. Đó, đây nè, nó lên si đọt đỏ đỏ nè. Đây là si búp hồng đây. Cái cành này là si hồng nè anh em. Anh em về có thể nếu cắt ngang. Cắt ngang hoặc là để gì chơi đó là tùy. Ở trên là da nhật. À, ở trên khúc này là da nhật nè. Dạ. Là si búp hồng đây. Đây, si búp hồng đây. Với cái cành này. Để em đo cho anh em tham khảo nha. Nó lại lai thú nè, nó già cổ nằm trong cái chậu. Rút chậu ra. Tổng này là 120 anh em. Dạ, em đo trên này đi. 115. 115 là em đo điểm gì nè. Đó. Dạ rồi. K
cao nó là em đo tới cái chỗ em cắt phôi đó là nó chỉ tới mặt bầu là 52. Ngang cổ của cái thân này là em đo nó là 44. Nó có cái mình dài vậy nè. Cái lưng nó cái lưng đó nè, cục nu vậy đó. Em đo phủ bì cái lưng nó là 34 đó nè. Dạ. Cái bầu nó hơi qua nha, đo bầu nó 60. Chiều dài là 60. Ngang nó cũng tầm 50 ngoài. Đó. Dạ. Độ già với cái độ nó già nu. Nó nu da lên nhìn thấy cổ. Anh em nhớ là cái đoạn này là đoạn da Nhật nha anh em. Chú ghép của các anh các em cắt không có hết, anh chừa đó. Rồi xí hồng mà từ đây xuống. Về anh em cắt lại. Dạ rồi, đây đọt nè. Cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình 6 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. 6 triệu anh ha. Ừ. Rồi tiếp tục anh Dũng ơi. Hồng cổ. Rồi tiếp tục là mình ra ngoài đúng không? Rồi ra giới thiệu mấy cái khế. Dạ. Ra ngoài với một số cây đẹp khác nữa của chú ơi, cây lớn ha. Khế. Đây là một cây khế quái. Con quái thú. Ba cái đuôi luôn rồi nè. Đây là chú rễ anh chừa lại luôn nè. Nói chung là cái này quái mình để thôi, chứ thật ra mình cắt gọn lại theo cái bộ thì vẫn bình thường thôi chứ không có gì hết. Đúng rồi, thì vẫn là đẹp. Đây đế mặt trước em làm sao? Không kịp em cũng dọn sơ ra nè anh em, cho anh em dễ nhìn chút đây. Cái này mặt đế trước này cũng ok anh ha. Ừ. À, ở đây chung là cây cũng lâu năm, mà khá lâu năm rồi của chú ơi. Có những cái mặt cắt mà nó bo nó kéo vậy nè. Dưới cái mặt cắt này nè, thông báo anh lên trước cái mặt cắt này nó con trai nè ha. Dạ. Nó không có hư gì hết. Đây em khử ba cái hư ra, còn lại những cái đây cái mình ở đây. Ừ. Ờ, rồi cái lưng rễ thì kiểu như là nó nằm phơi lên cái nó cháy chú. Cháy đúng xong rồi. Cái nó tự cuốn lại cho nè. Hai rễ độc đáo lắm. Anh em mình còn moi lên được anh em là không kịp anh em. Đối với mấy cây này thì quý chú đừng có sợ hư mục ha, tại vì nó không nó còn gì nữa chứ, nó đâu có hư đâu. Nó kéo càng ngày càng tràn vô thôi. Rồi, phần trên này thì tay cạnh vậy đó anh ha. Ừ. Rồi đo giúp em luôn đi. Chiều cao cây này thì cũng khá đơn giản thôi anh ha. Bộ đế thân cốt cạnh thì anh rút lại hết rồi. Em đo ngay cái điểm này nó là 88 nè anh em. Dạ 88. 88 90 gì nè. Đó điểm này nè. Rồi. Cao nó là hết cái thước dây đó anh em ơi. Mét rưỡi. Mét rưỡi đó. Không là mét rưỡi. Còn dài em đo theo cái bầu em bó ha. Là nó 127-28 nè. 128. 128. Ừ. Chiều ngang luôn anh ha. Đấy. Chiều ngang cái bầu luôn đi. Nằm dài ngang nó 80 anh em ơi. Dạ. Chơi gọn thì cắt lại cái rễ này thì cũng không ăn nhầm gì nha quý cô chú. Cái này em thấy nó quá em chừa làm chơi được cái gì mình chơi anh em. Chứ còn nó, cái hình nó thì tới đây nè. Dạ. Hình nó là tới đây. Môi ra nó thì nó lộ nổi lên thêm. Cái này cũng có thể như anh nói ha, mình cắt rút gọn tới đây nè quý chú. Ờ, nếu chơi bonsai gọn thì rút. Dòng. Còn chơi quái lên bệ lên bồn gì thì mình coi một trong mấy rễ này mình chừa rễ nào chơi quái thì mình cứ chừa hết anh em. Lúc tới đó mà cắt cái thân gọn xuống luôn, lực lực xuống luôn đúng không chú? Là ra một cây lùng lực. Nó có một số đế độc quá. Chia cành là ta nuôi liên chi nè, một số này em rút đoạn đây nè. Còn trên này nó bị phù, em cắt bỏ rồi. Rồi cây này giá sao đây anh? Cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 18 triệu em bao ship là 300 km ha. 18 triệu anh ha. Ừ. Dạ. Rồi, đổi rồi, tiếp luôn theo em. Là cái sọp đỏ anh em ơi. Dạ, một cái sọp đỏ. Cái này cái phôi này cũng lâu năm rồi nè. Hàng mới về đó anh ha. Mới. Mua của mấy ông lão nè. Nó già nó lũa nó bể. Em đo trên cái này đi. Tôi lưa hết luôn chứ. Đo trên này đó là 144 là từ cái mặt bầu lên một gang anh em. Dạ. Tự lành luôn. Cao em đo tới cái mặt bầu em bó bầu đó là 94. Em đo ngay cái cổ này cái cho anh em tham khảo. 75. Dạ rồi.
xuống đây là 112. Cái ngọn này cũng sợp đột đỏ ha chú, rất là già. Ngọn này 39 đó nè, sợp đột đỏ đây, sợp đột đỏ chơi đẹp đó nè. Như thị trường thì đó, cái này thì có thể nhiều cách cắt nha chú. Đúng rồi, tháo cái này ra anh em chơi lấy lại cái phôi một khúc lắc thì có thể cắt cái khúc này bỏ. Dạ yeah. Nó cũng có cái gọng lắc nè để dách nở. Cái bầu nó hơi oan theo cái là 90 nè. Em đi qua đây luôn. 90-66. Thân thì nó có lũa sành. Có lũa. Tại vì cây mấy chú chơi lâu năm để thì có trái nắng mấy điểm này. Cây thì sống khỏe anh em, mà có điểm lũa, điểm trái da đều một vài điểm anh em, chứ không có tự cuốn hết rồi. Nó tự cuốn. Cái dòng này thì nó tự kéo tự cuốn thôi. Có nhìn mặt bên đây cũng lực lắm mà. Ừ. Cái phôi này nhìn nó dễ chịu lắm. Nguyên một khối dách chữ A. À nó nguyên khối á. Nó có điểm lũa điểm trái mà không hư gì hết. Cái điểm lũa này có đáng kể là cái điểm lũa này với mấy cái ghẻ nó trái vậy thôi. Rồi giá sao đây anh ha? Cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị bao ship toàn quốc luôn. Cây này 15 triệu anh em. Dạ yeah. Sợp đọt đỏ. Rồi đổi luôn anh ha. Rồi tiếp theo cái khế này anh hả? Cái khế này giới thiệu lại anh em, nếu anh em nào có chơi trước có đang lên clip rồi. Cái này 28 nè. Rồi một cây dán trực. Cái này cái như 29 đi. 29. Cái này bể đế đẹp lắm chứ. Cái này bể cốt trực quân tử, bể đế cũng dễ chơi đó. Dạ. Đem đo tham khảo đều đẹp. Hôm có anh kia anh hỏi mà chưa xong anh em. 76 rồi nè nè. 76. Em 6 75 đó. Rồi. Dưới thì lớn hơn, còn nguyên cái củ đặc này thì hết thước anh em ơi, có 1m6 á. Còn thở có tắt á. Đế đều hết trơn anh ha. Ừ. Cây này đế dách đều hết trơn, đế rất là đẹp luôn á. Dùng đế rất là đẹp luôn. Cao tới một bầu khoảng 1m8 anh em. Trên này có hai cái mặt cắt thôi. Một mặt cắt ở mặt giữa này, giữa đó. Và mặt cắt ở trên đó thôi chứ ngoài ra không có gì nữa hết á. Đường kính bầu nó 80. Đây con đi qua đây cho mình coi nè. Anh em mà có nào mà chơi vườn bên xe lớn thì ủng hộ khế thì 2-3 cây thì em hạ cái giá thấp nữa. Rồi nhiêu đây? Sẵn chiếc xe bao ship thì em hạ nữa. Nhiêu đây anh Dũng ha? Cái này em giao lưu với quý anh em là 7 triệu. 7 triệu? Ừ. Bao ship 300 cây. Đúng rồi. Dạ yeah. Đế đẹp. Mã số 29. Cái này nổi bật bộ đế ha. Đế rất là nổi. Cái này nó gọn. Sửa cây lùng lực lại cũng đẹp á. Tiếp theo là cây 30 anh em. Rồi cây này một cây khế cổ đó anh ha. Ừ. Cũng là khế chua anh ha. Khế chua. Chủ nhà là báo khế chua. Mình chưa có ăn, mình cũng không có nắm gọi chính xác nha anh em. Chủ nhà nói thì mình nói lại thôi. Rồi một cây khế chua cổ, cây này thì già. Cái này là 84 hoành nó điểm này nè nè. Dạ nó có cái chớn nó có cái chớn phì ra nè. Ừ. Kính bầu nó 70. Thoát thân tới cái cành này là nó 79. Còn cao tới ngọn đó là trên dưới 2m anh em. Cây này lấy trực lắc được không anh Dũng? Chắc được á. Cây này lấy trực lắc một cốt lùng lực lại. Tại vì có sẵn gì thì để gì cho anh em có nhiều cái phương án. Trên dưới 2m nha anh em. Dạ. 2m đi. Ừ. Rồi. Lấy trực lắc lại, lấy đoạn một cốt một thân này nè quý chú. Nhìn đã lắm. Nó gọn. Cây này vô chậu chơi là gọn luôn, tại vì chân đế nó cũng vừa nôm xuống vừa đều đều chơi thôi chứ không biết đâu nè. Chân đế khoảng lên 2 tấc nó phình ra cái thân như vậy nè. Ừ. Nhìn động lắm. Già, cái này cực già luôn. Mà cái này thì rất là có mấy già. Cái điểm lũa đầu cành này chúng nhà xưa nó cắt nè. Cái này có cái đế, có cái chưa. Đế này của chú đế chảy đều vậy nè. Rồi
đó. Rồi cây này giá sao đây anh ha? Cây này em giao lưu với quý cô chú là 8 triệu nha, cũng bao ship 300 cây luôn. Dạ 8 triệu anh Dũng ha. Ừ, ship 300 cây. Dạ rồi, đã rõ anh ơi. Rồi tiếp theo luôn, tiếp theo là 31 cũng là cây khế luôn, chung với cây khế đó luôn. Cây này thì cũng vừa tầm nè quý chú, nhỏ gọn ha. Đó anh đứng với cái cây này cũng tầm khoảng 1m, 2m đổ lại thôi. Cái này sửa cái phơm xong rồi hái trái dễ nè anh ha. Khoảng 1m7 anh em. Dạ rồi. Nó có cành ga này em đo từ định vừa chúng ta đi ra 90. Dạ 90. Đây sáng mặt đường hơi ồn, quý chú cũng thông cảm cho anh Dũng nha quý chú. Đường kính bầu nó 68 anh em ơi. Nhỏ nhưng mà đế cũng dữ anh ha. Ừ, đế nó nhỏ cũng đều đều. Thang em đo đến là 55 nè anh. Dạ. Ảnh lựa đế của chú ơi. Nói chung 55 cây này cũng già nha anh. Nhiều cây nhỏ nhưng mà nó già. Đây nè, đế đều hết trơn luôn nè. Đế đế. Đó. Sạch sẽ liền lạc anh ha. Ừ. Này đo thoát thân tới cái cành này là từ dưới chân đế này lên là nó 72 nha anh em. Mình chơi trong cái không gian nhỏ nhỏ vừa vừa cũng hợp lý của chú ơi. Đúng rồi. Đây, cây tuy nhỏ nhưng mà liền lạc sạch sẽ. Già cây lắm. Đó, cốt cành có sẵn anh ha. Cái này bắt ra cái phơm rồi cũng dễ. Mau 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 chơi lắm. Anh em mà có lấy được vài ba cây thì em hạ giá, gọc chung là hạ giá với tiền xe, cái phí mình em bao đó nó bớt là được, em hạ nữa anh em. Dạ rồi, cây này giá sao đây anh? Cái này vô với quý anh em là 6 triệu. 6 triệu thôi anh ha. Ừ. Dạ rồi, còn cây gì nữa không anh Dũng? Rồi cây này cũng là cuối clip thứ hai. Và cuối cùng em cũng xin gửi lời chúc đến quý khách hàng của kênh Bonsai Lục Đỉnh Nhiều Cây được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Và luôn luôn ủng hộ kênh và ủng hộ các nhà vườn của em. Xin cảm ơn quý cô chú. Dạ rồi, con cũng chào quý cô chú luôn. Quý chú xem kênh xin mời đăng ký kênh, đồng thời nhấn chuông thông báo để sớm cập nhật nhiều clip mới nhất trên kênh ha. Con xin hẹn gặp lại.